Nope. Computer mở cửa xuyên Tết từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 16 tháng 2 tại cơ sở 43 Thái Hà. Áp dụng khuyến mại, cứ mua hàng là có lì xì cho tất cả các đơn hàng online hoặc mua trực tiếp. Chúc quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng. Hello. Hello. Mới đầu tháng mà đã hết tiền rồi. Bao giờ thì có lương đây? Canh tí đi qua và Tân Sửu cũng sắp tới. Thay mặt cho toàn bộ ekip của Hà Nội Computer Channel cũng như là Hà Nội Computer Quiz Review thì mình xin được gửi một lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể tất cả các bạn khán giả đã luôn quan tâm, ủng hộ và theo dõi chúng mình trong suốt những năm vừa qua. Còn năm mới tới thì cũng được xin gửi lời chúc sức khỏe, nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống dành cho tất cả các bạn. Và bây giờ thì chúc mừng năm mới!